phương pháp để giúp cho chị em của mình thu hút tiền trong khi mình thanh toán những hóa đơn. Thì Phúc biết rằng trong cuộc sống này thì tất cả chúng ta đều cần những cái khoản chi tiêu trong ngày, trong tháng, trong năm hoặc là một cái thời gian nào đó chúng ta cần phải thanh toán những hóa đơn. Nhưng mà các chị nhìn xem mình rằng mình đang có những cái cảm xúc gì về những cái lúc mà chúng ta thanh toán hóa đơn đó. Một số chị em nói rằng là ví dụ như là cuối tháng rồi chuẩn bị phải thanh toán những cái hóa đơn, những cái tiền cho nhân viên, những tiền lương cho nhân viên, những cái hóa đơn về vật liệu, về nguồn thu vào và nguồn chi ra. Đó là những cái khoản mà mình cần thanh khoản tiền điện, tiền nước hay là tiền con đi học, tiền vay ngân hàng, vay mượn ngân hàng hay là bất kỳ một cái số tiền nào đó. Chúng ta cần phải thanh khoản, thanh toán và chúng ta có một cái cảm xúc nó cảm thấy rằng là chúng ta cảm thấy tiếc khi mà mình thanh toán số tiền đó. Mình cảm thấy thiếu khi mà mình cần thanh toán số tiền đó. Thì ngày hôm nay Phúc sẽ chỉ cho các chị một cái phương pháp, một cái cách để giúp cho các chị không chỉ mình vừa thanh toán được những cái khoản đó trong một cái cảm xúc rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, rất là đủ đầy, và chúng ta đồng thời mình sẽ thu hút đến những cái khoản tiền bất ngờ đến với mình gấp 5 lần, 10 lần, có những cái khoản gấp nhiều hơn nữa. Nên các chị em của mình hãy ứng dụng cái phương pháp của Phúc nha. Rồi đầu tiên để thay mà các chị nhận những cái hóa đơn trong cái cuộc sống của mình, đầu tiên mình cần làm đó là hãy biết ơn. Cái này ha, cuối tháng chúng ta cần những cái khoản tiền để mình thanh toán cho nhân viên của mình, vậy thì hãy biết ơn cái điều đó. Ví dụ nha, cảm ơn cái số tiền này. Ví dụ là tháng này các chị cần chi trả 100 triệu cho nhân viên của mình, thì ngay bây giờ lúc này tôi biết ơn số tiền 100 triệu đồng này đã giúp cho tôi thanh khoản cho những nhân viên của tôi, bởi vì nhờ những nhân viên của tôi đã là nguồn lực, là quý nhân, vừa tạo ra sản phẩm, vừa bán hàng, vừa làm cho tôi, phục vụ cho tôi rất là nhiều việc để mà tôi có những cái khoản thu nhập hàng ngày, tôi có những cái khoản doanh thu tuyệt vời để công ty của tôi phát triển lên mỗi ngày như vậy. Hãy biết ơn vì điều đó, hãy biết ơn và cảm nhận bằng cả trái tim của mình các chị em nha. Và cái việc thứ hai là hãy cầm cái hóa đơn này, đây là 100 triệu đồng, và hãy chúc phúc cho 100 triệu đồng này, chúc phúc cho bàn tiền của chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng tất cả mọi thứ đến từ năng lượng và tiền nó cũng là được cấu tạo từ năng lượng theo hóa học ha. Thì chúng ta phải cho đi những cái cảm xúc đúng về tiền, chúc phúc cho một số tiền 100 triệu này sẽ đi về với những cái con người họ tích cực, họ yêu thương, họ có trách nhiệm, họ sử dụng tiền đúng mục đích. Điều thứ ba, đây là một cái bước để giúp chị em của mình thu hút đến tiền nhiều hơn, là các chị em của mình hãy ra một cái quyết định: tôi dư dả, tôi đủ đầy, và ngay bây giờ, ngay lúc này tôi thanh khoản cái số tiền 100 triệu đồng này để giúp cho việc trả lương cho nhân viên của tôi, giúp cho cuộc sống của họ tốt hơn, đủ đầy hơn, giàu có và hạnh phúc hơn, và số tiền này sẽ quay trở lại với tôi gấp 5 lần, 10 lần và thậm chí là 100 lần anh chị em nha. Rồi anh chị có thể ấn vào phần bio với avatar của Phúc để nhận thêm nhiều phương pháp ứng dụng thu hút tiền bạc, và Phúc sẽ gửi tặng cho các chị em một cái bộ công thức giúp cho các chị thu hút đến dòng tiền bất ngờ ha.